Xin chào tất cả các bạn. Chị gặp lại chúng mình trong phần phát trực tiếp buổi tối ngày hôm nay rồi đây. Xin chào các em. Chào những bạn nhỏ mà vừa mới gặp chị ở trong khóa học mùa hạ thôi. Rồi, rất cảm ơn chúng mình đã theo đúng lời hẹn có mặt tại đây để tiếp tục đồng hành cùng với chị trong buổi tối ngày hôm nay. Có lẽ như là có nhiều bạn nhá, là thời gian này hình như là cứ tối đến là lại vào học văn với team học văn chị Hiên hay sao ấy. Bởi vì tối hôm qua chị cũng like liền 2 ca liền này, tối hôm nay cũng như vậy này, và chị vẫn thấy những gương mặt rất là quen thuộc ở đây. Trân trọng tất cả sự cố gắng và chăm chỉ của chúng mình. Và hơn ai hết, đấy chính là tình yêu văn học mà các bạn đang truyền lại và chị cảm nhận được từ các em đấy. Cảm ơn chúng mình rất nhiều, cảm ơn các em rất rất nhiều luôn đấy. Rồi, xin chào Phương Thanh, xin chào các bạn, xin chào Thùy Trang. Chị trở lại cùng với chúng mình với chuyên mục Góp Gió Văn Chương. Đây là một chiến dịch mà sẽ cùng với chúng ta gọi là vi vu qua những đề bài mà từ cơ bản đến nâng cao để góp thêm cho cái cảm hứng văn chương luôn luôn dạt dào. Thế thì ngày hôm qua chúng mình đã cùng với nhau đến với một đề bài rất cơ bản về chuyện người con gái Nam Xương rồi ạ. Thì hôm nay chúng mình sẽ đến với một đề bài nâng cao hơn nhé. Và những bạn nào mà chúng mình thi học sinh giỏi này, thi chuyên này, hay những bạn mà chúng mình đặt mục tiêu cao một chút xíu về môn văn thì chắc là chúng mình sẽ không còn lạ lẫm với dạng đề mà ngày hôm nay chị chữa với chúng mình đâu. Đó chính là dạng đề chứng minh nhận định. Rồi, chào mừng các bạn đến với chiến dịch Góp Gió Văn Chương buổi số 2. Nhưng mà trước tiên thì hãy cùng với chị đợi thêm một ít phút nữa để các bạn vào học đông đủ hơn. Đồng ý không? Rồi, xin chào Hoa Nguyễn, xin chào Xuân Nghi. Bạn nào đã vào học rồi thì nhớ gửi lời chào đến chị ở dưới phần bình luận nhé. Và nếu các em để ý thì chị cũng đã xóa những cái phần phát trực tiếp trước rồi. Nghĩa là chuyên mục chiến dịch Góp Gió Văn Chương này chị sẽ không giữ lại video để cho những bạn nào gọi là hay là chúng ta đủ duyên đi thì chúng mình gặp nhau trong những phần phát trực tiếp này, đồng ý không? Đấy, đó, thế nên rằng là những phần phát trực tiếp buổi tối ngày hôm qua là chị cũng xóa rồi. Nên chị sẽ tổng hợp lại những video đó và sẽ gửi tặng lại cho chúng mình. Nhưng có một điều kiện nho nhỏ, đó là các bạn cần phải tham gia đầy đủ trong những buổi học này này. Hay là chúng mình sẽ cố gắng tích cực tham gia những cái câu hỏi. Đấy, những cái câu hỏi mà chị có đăng lên ở trên fanpage và để các bạn cùng tập làm văn này. Đồng ý không? Thì đối với tất cả các bạn đã thực hiện những cái thử thách đó thì chắc chắn là chúng mình sẽ nhận được bộ video của cái chiến dịch này. Đồng ý không nào? Còn những bạn nào chúng mình đã lỡ bỏ qua mất cái thử thách buổi 1, hôm nay là buổi số 2 rồi, thì vẫn còn thử thách buổi 3, buổi 4 dành cho chúng mình nữa. Nên là chúng mình cố gắng là tham gia cùng với chị nhá. Hôm qua là các bạn nào mà viết mở bài kết bài là chị cũng đã chữa được 2 mở bài rồi đấy. Và dần dần thì trong tuần này chị sẽ chữa hết tất cả những cái mở bài và kết bài các bạn đã gửi về. Rồi, thế còn trong buổi hôm nay thì chúng mình chữa gì đây? Đây, chắc là có những bạn chúng mình đã biết đề bài ngày hôm nay rồi đúng không ạ? Trong cái buổi số 2 này của chúng mình thì chị sẽ chữa một đề bài nâng cao dành cho chúng ta. Một đề bài ở dạng đề chứng minh nhận định. Chứng minh nhận định chị viết tắt nhé. Đây, đề bài cụ thể như sau ạ. Chị cũng đã đăng cái phần link này ở trên kênh fanpage rồi. Đó, từ buổi 1 chị cũng có giữ lại, thế nên các bạn có thể vào xem lại. Đây, đề bài của chúng mình như sau ạ. Nhận xét về vai trò của chi tiết nghệ thuật ở trong một câu chuyện. Có ý kiến cho rằng chi tiết nhỏ làm nên nhà văn lớn. Chi tiết chiếc bóng trong tác phẩm Chuyện Người Con Gái Nam Xương của Nguyễn Dữ đã thể hiện điều đó. Và em hãy trình bày hiểu biết của mình về vấn đề trên. Rồi, thế thì yêu cầu đặt ra là hãy lập dàn ý chi tiết cho cái đề bài này. Và đã có các bạn gửi bài về cho chị rồi đây. Đấy, các bạn cũng thấy rồi đúng không nào? À sao chị không đăng vào lúc 12h30 vậy ạ? Bởi vì sau cái buổi ngày hôm qua có quá nhiều bạn nhắn tin về xin chị tài liệu cũng như là hỏi về chuyện người con gái Nam Xương. Thế nên là 12 giờ trưa hôm nay là chị đã phải đăng bài tặng tài liệu luôn rồi. Tặng tài liệu về chuyện người con gái Nam Xương được trích trong bộ tài liệu kiến thức nền chuyên sâu của khóa học văn VIP của các anh chị 2K7 năm vừa rồi. Và đối với khóa học văn VIP 2K8 năm nay thì sẽ lại tiếp tục là những bộ tài liệu chi tiết tỉ mỉ và bổ sung nhiều những cái phần kiến thức nâng cao hơn nữa. Ví dụ như là ở đây chúng ta đối với một tác phẩm thì bên cạnh phần kiến thức nền các bạn học nhá và được trình bày tỉ mỉ ở trong tài liệu thì chúng mình sẽ được cung cấp thêm bộ những cái đề bài nâng cao.
về cái tác phẩm ấy để các bạn rèn luyện thêm nữa. Và tất nhiên là phải có gợi ý đáp án rồi, đúng không? Nên là các em có thể tham khảo về khóa học văn VIP để được nhận chọn bộ tài liệu phân tích chuyên sâu về các tác phẩm. Giống như là giống như là cái phần tài liệu về chuyện người con gái Nam Xương mà trưa hôm nay các bạn tham gia và đã được nhận rồi đấy. Thế nên là buổi trưa nên chị lại phải dành ra thời gian để tặng tài liệu cho chúng mình. Nên cái phần thử thách này được đăng muộn hơn, đăng vào buổi chiều. Nên bạn nào kịp tham gia thì chúng mình đã gửi kết quả về cho chị rồi này. Bạn nào chưa kịp tham gia thì em có thể là vào tham gia luôn, hoặc là theo dõi buổi ngày hôm nay nhá. Đồng ý chưa nào? Không sao cả nhá, không sao. Lớp 9 không biết văn bản nào ra văn bản nào có PK thất bại là gì nhỉ? Chị không biết luôn ấy. Chị chưa dịch được, không biết là em đang viết tắt cái gì luôn. Rồi, ok chưa? Đó, về chuyện người con gái Nam Xương thì đề thi chuyên của tỉnh Hòa Bình cũng đã ra vào rồi. Chị nhớ không nhầm là của trường chuyên Hoàng Văn Thụ ở Hòa Bình thì phải. Năm chính năm vừa rồi luôn, về vẻ đẹp của Vũ Nương. Đấy, thế thì chúng mình sẽ hôm nay sẽ cùng với chị đến với một đề bài về cái tác phẩm này, nhưng mà là một đề bài nâng cao nhá, để xem là chúng mình sẽ xử lý đề bài này như thế nào. Đây là dạng đề chứng minh nhận định và là một dạng đề rất phổ biến trong cấu trúc đề thi học sinh giỏi này, trong cấu trúc đề thi chuyên này, đúng không các bạn? Đó, thế nhưng đây lại là một cái dạng đề mà cái nhận định được đưa ra ấy sẽ được chỉ định luôn là sẽ được chứng minh ở trong tác phẩm nào. Bên cạnh dạng đề giống như thế này thì còn có dạng đề khác, đó là cũng là một nhận định nhưng các bạn sẽ chứng minh bằng cái trải nghiệm văn học của chúng ta. Đồng ý chưa? Thế thì cứ dần dần nhá, chúng mình sẽ đi từng bước một. Trước tiên với cái dạng đề này đi ạ, thì các bạn cần phải nắm rõ cho chị nhận định ở đây đó là nhận định gì. Chi tiết nhỏ làm nên nhà văn lớn. Rồi, đồng ý chưa? Chi tiết nhỏ làm nên nhà văn lớn. Nhận định của chúng ta như vậy. Và đề bài có đưa ra là chi tiết chiếc bóng nhá. Chi tiết chiếc bóng, chi tiết chị viết tắt này. Chi tiết chiếc bóng. Trong chuyện người con gái Nam Xương của tác giả Nguyễn Dữ là một chi tiết như thế. Và em hãy trình bày hiểu biết của mình về cái vấn đề này. Đồng ý chưa? Đó, thế thì ở đây chúng mình xác định được vấn đề nghị luận nhá, là chúng mình phải bình luận về cái nhận định này và chứng minh qua chi tiết chiếc bóng trong chuyện người con gái Nam Xương của Nguyễn Dữ. Hay nói cách khác là chúng mình cần phải trình bày cách hiểu về nhận định và hãy chứng minh chi tiết chiếc bóng trong chuyện người con gái Nam Xương là một chi tiết nhỏ góp phần làm nên một nhà văn lớn. Hiểu ấy chị không? Đấy, thế thì chúng mình sẽ cùng ôn lại về cấu trúc bài làm của dạng đề chứng minh nhận định các bạn nhé. Đồng ý không? Cấu trúc bài làm của dạng đề chứng minh nhận định sẽ bao gồm như thế nào? Đối với phần mở bài ạ, thì các bạn cần phải đảm bảo giúp cho chị là chúng mình trích được nhận định này. Và nêu được vấn đề nghị luận này. Đồng ý chưa? Đấy, đấy là đối với phần mở bài nhá. Đối với phần thân bài ạ, thì luận điểm đầu tiên của chúng mình là chúng mình sẽ cần giải thích nhận định. Đồng ý chưa? Sẽ cần giải thích nhận định nhá. Nhận định nào thì chúng mình cũng cần giải thích. Đối với những nhận định mà đã tường minh rồi, nghĩa là nhận định ấy nội dung đã rất cụ thể rồi, không có những cái hình ảnh hay là từ ngữ ẩn dụ nhiều, thì chúng mình vẫn cần phải khái quát lại và chốt lại nội dung ý nghĩa của nhận định ấy. Vậy tóm lại thì nhận định này nhấn mạnh về điều gì, khẳng định về điều gì, thể hiện về điều gì là chúng mình phải nói được cho chị trước khi đi vào phân tích chứng minh. Đồng ý chưa? Đấy. Sau đó chúng mình sẽ bước đến luận điểm số 2 là luận điểm chứng minh nhận định.
Và từ cái việc mà chúng mình giải thích nhận định ấy, chúng mình sẽ vạch ra được là nhận định này đề cập đến mấy nội dung, hay là nhận định này gồm có mấy ý nghĩa, đấy, nêu ra mấy ý chính. Thì từ những ý chính đó, chúng mình sẽ định hướng để mà phân tích ở trong cái luận điểm phân tích này. Đồng ý chưa? Là dùng những cái dẫn chứng văn học để chứng minh cho tính đúng đắn của nhận định. Hiểu ý chị không nào? Đấy, nên là phần phân tích này sẽ không phải là việc các em bê nguyên si kiến thức nền vào đâu, mà hoàn toàn là phải phụ thuộc vào nội dung, ý nghĩa của nhận định để mà chúng mình phân tích và chứng minh đấy. Đấy, đồng ý chưa nào? Tiếp tục nhá, chúng mình phân tích xong, cái phần này thì sẽ không thể nào có cái cấu trúc hay là công thức cố định được, bởi vì tùy theo nhận định, tùy theo vấn đề nghị luận của đề bài là gì mà. Đúng chưa? Rồi sau đó, trước khi viết kết bài, các bạn cho chị một cái luận điểm, gọi là luận điểm đánh giá. Đánh giá về tất cả những gì đặc sắc nhất của cái phần mà chúng mình vừa mới chứng minh ở đây, và một lần nữa khẳng định lại tính đúng đắn của nhận định này. Hiểu ý chị không nào? Đấy, đấy là ba cái luận điểm cơ bản nhá. Nhưng không phải là tương ứng với mỗi luận điểm này là một đoạn văn. Trong cái luận điểm chứng minh này này thì các em có thể viết nhiều đoạn văn, tùy theo những nội dung mà các em cần phải viết. Hiểu ý chị không nào? Đấy, nhá. Và cuối cùng thì chúng mình sẽ có phần kết bài, là các bạn sẽ khẳng định lại vấn đề nghị luận, có liên hệ mở rộng được thì càng tốt. Đồng ý chưa? Đấy, thì đây là cái cấu trúc bài làm của dạng đề chứng minh nhận định. Và rất tuyệt vời các em ạ, những bạn gửi bài làm về cho chị với cái yêu cầu là lập dàn ý chi tiết cho cái đề bài này này, thì tất cả chúng mình đều đi theo cái cấu trúc này cả. Đều đi theo cấu trúc là mở thân kết, trong đó phần thân bài có đầy đủ luận điểm, giải thích nhận định, chứng minh nhận định và đánh giá luôn. Đấy, có thể đánh giá, phần đánh giá các bạn không viết thành luận điểm nhưng mà các bạn có một dấu suy ra to đùng luôn. Đấy, thì chị cũng thấy là các bạn có cái việc tổng kết lại, rút ra được những gì đặc sắc nhất. Đấy là một điều rất tuyệt vời đấy. Và chị mong rằng là các bạn cũng nắm chắc cho chị cái cấu trúc này để chúng mình còn xử lý những đề bài nâng cao nữa cơ. Còn nếu như mà chưa chắc thì cũng không lo nhá. Thì cũng không lo, bởi vì là với tất cả các bạn trong khóa học Văn VIP cùng với chị, thì chúng mình bên cạnh phần tài liệu chuyên sâu cơ bản thì chúng mình sẽ được bổ sung tặng kèm thêm những cái tài liệu tổng hợp, những đề bài nâng cao về các tác phẩm, để các em sẽ có dịp trau dồi thêm này, cọ sát thêm với những đề bài nâng cao, có thể là trau dồi thêm vốn từ của mình, có thể là trau dồi thêm cái kỹ năng viết của mình nữa. Đồng ý chưa? Và đặc biệt là trau dồi về cái tư duy văn học. Đấy, thế thì ở đây chúng mình sẽ đi vào một đề bài cụ thể và áp dụng theo đúng cấu trúc này nhá. Nào, áp dụng trong đề bài ạ. Rồi, đi từng phần một nhá chúng mình ơi, đi từng phần một cùng với chị này. Trong phần mở bài ạ, thì bây giờ chúng mình cần phải trích ra được, cần phải dẫn dắt và trích ra được nhận định này này, sau đó nêu đến chi tiết chiếc bóng ở trong chuyện Người con gái Nam Xương. Chắc hẳn là đối với dân chuyên văn, đối với dân văn thì nhắc đến chi tiết, các bạn sẽ có thể nhắc ngay đến một số những nhận định nổi tiếng, ví dụ như là gì? Chi tiết nhỏ làm nên nhà văn lớn, hay là chi tiết là hạt bụi vàng của tác phẩm. Đúng không? Đấy, thế thì từ những cái nhận định như thế, chúng ta có thể dùng cái lối nói hình tượng để dẫn dắt vào trong bài văn của mình. Ví dụ như là gì nhỉ? Quá trình viết nên một tác phẩm bao giờ cũng là một hành trình gian nan. Đúng không? Người nghệ sĩ được ví như là một người nghệ nhân để tạo nên một tác phẩm điêu khắc. Và ở nơi đó với những trang văn thấm đẫm giá trị, thì những chi tiết nghệ thuật dẫu nhỏ thôi vẫn luôn được ví là hạt bụi vàng của tác phẩm. Bàn luận về ý nghĩa của chi tiết, có ý kiến đã cho rằng chi tiết nhỏ làm nên nhà văn lớn. Và một lần nữa đọc lại chuyện Người con gái Nam Xương của Nguyễn Dữ với chi tiết chiếc bóng vô cùng đặc sắc, bạn đọc đã có dịp thấm thía hơn ý nghĩa của nhận định này. Ví dụ như vậy. Nhá, các bạn thông cảm với chị nếu như mà có những cái đoạn mà chị bị lặp từ, bởi vì là ở đây chị gọi là đến với các bạn trong đề bài này là chị viết luôn như vậy, chưa có sự chuẩn bị. Đồng ý không? Nhá, viết luôn như vậy, nghĩ ra được cái nội dung như thế nào thì chia sẻ luôn cùng với chúng mình như vậy. Đấy, đồng ý chưa? Cũng là một gợi ý về mặt ý tưởng cho chúng mình nhá, là chúng mình đôi khi ấy,
chúng ta đọc được những nhận định hay, thì các bạn không những học thuộc cái nhận định ấy để trích nguyên văn vào trong bài viết, mà các bạn có thể là dựa vào cái hệ thống hình tượng mà tác giả đó đã vận dụng để đưa ra một nhận định ấn tượng như thế. Đấy, thì chúng mình vận dụng cái hệ thống hình tượng ấy trong bài viết của mình. Ví dụ, chị vận dụng hệ thống hình tượng về hạt bụi vàng của tác phẩm, đúng không? Thì các em có thể hình dung là hạt bụi vàng, người ta ví chi tiết như hạt bụi vàng là để nhấn mạnh cái sự quý giá cũng như là cái sự tinh tế trong việc xây dựng những chi tiết đặc sắc trong một tác phẩm. Đã là hạt bụi tức nghĩa là nó rất nhỏ, nhưng lại là hạt bụi vàng nhỏ thôi nhưng vô cùng trân quý, đúng không? Đấy, thì chúng ta liên tưởng đến hình ảnh của những người nghệ nhân. Đấy, họ dành cái công sức của mình ra để mà làm nên những cái kiệt tác nghệ thuật. Thì ở đây người nghệ sĩ cũng như vậy. Và từng hạt bụi vàng rơi xuống chính là cái sự tinh luyện, chính là cái sự chắt gạn trong tư tưởng, trong tài năng, trong tình cảm của tác giả để làm nên những chi tiết như thế. Và quả thực, nhận xét về vai trò của chi tiết, có ý kiến đã cho rằng, vân vân. Hiểu ý chị không nào? Đó. Và quan trọng là ở đây chúng mình phải trích được nhận định này và phải nêu được cho chị về chi tiết trước bóng nhá. Còn nếu chúng mình không nêu về chi tiết trước bóng ở đây mà chỉ trích mỗi nhận định không ấy là chưa đủ. Bởi vì vấn đề nghị luận của đề bài đã nêu rõ ra rồi. Phải có chi tiết trước bóng trong chuyện người con gái Nam Xương. Các bạn ơi, chúng mình có hiểu không? Chúng mình hiểu chưa nào? Có kịp ghi lại không đấy? Tốc ký nhá, tốc ký giúp cho chị. Bởi vì là những phần phát trực tiếp này chị sẽ nói khá là nhanh và đôi khi là không kịp ghi lại cùng với chúng mình ý, nên các bạn cũng chịu khó là tốc ký hoặc là xem đi xem lại giúp cho chị nhá. Đồng ý chưa? Ok không nào? Các bạn ơi, chúng mình có đang theo dõi ở đây không đấy? Ôi, chị vẫn thấy có khoảng hơn 60 bạn tham gia này. Thôi được rồi, với cái sự tập trung này của chúng mình thì chị ngay lập tức phải bước sang phần thân bài thôi, đúng không? Chắc là các bạn cũng đang tò mò về phần thân bài này lắm, khi mà chúng mình sẽ giải thích nhận định như thế nào đây. Nào, trước tiên ạ, giải thích nhận định. Rồi, chúng mình sẽ bước vào phần giải thích nhận định. Chị thấy ở đây nhá, các bạn mà đã gửi bài về ấy, các bạn đều giải thích với những từ khóa. Thứ nhất, chi tiết là gì? Và thứ hai là khẳng định ý nghĩa của nhận định. Đồng ý chưa? Đồng ý không nào? Chị cũng đồng ý là đi theo cái hướng đó. Nghĩa là ở đây có nhiều cách để chúng ta giải thích nhận định. Các bạn có thể là giải thích theo vế, chúng mình có thể là khái quát lại ý nghĩa của nhận định thôi. Nhưng ở đây với nhận định này thì chị nghĩ là chúng mình nên giải thích theo các từ khóa, theo các thuật ngữ. Đồng ý chưa? Thì ở đây có những từ khóa chúng mình cần phải giải thích này, đó là chi tiết. Đồng ý chưa? Và sau đó là chúng mình trả lời rằng tại sao chi tiết nhỏ lại làm nên nhà văn lớn. Đây, có hai ý chính trong phần giải thích này nhá. Chi tiết chúng mình phải giải thích được là gì, phải hiểu được chứ, đúng không? Sau đó khẳng định cho chị tại sao chi tiết nhỏ lại làm nên nhà văn lớn. Hay nói cách khác là chúng mình sẽ khẳng định ý nghĩa của cả nhận định. Đồng ý chưa? Rồi, chị ơi, tí nữa đừng xóa để em nghe rồi ghi lại với ạ. Đồng ý nhá. Chắc là sớm nhất thì sáng mai chị mới xóa, nên là sau khi phần phát trực tiếp này kết thúc các em có thể xem đi xem lại. Đồng ý không? Rồi, ok. Nào, đến với phần chi tiết ạ. Ở đây chị thấy các bạn tuyệt vời lắm luôn. Các bạn giỏi kinh khủng luôn nhá. Các bạn gửi bài về cho chị này, bạn nào cũng giải thích được cái khái niệm này luôn. Chị nghĩ rằng là các bạn đang theo dõi phần phát trực tiếp này, các bạn cũng có những cái cách hiểu riêng của mình về chi tiết ở trong một tác phẩm. Các bạn hiểu đấy, nhưng quan trọng là chúng ta diễn đạt ra như thế nào, đúng không? Nhá, quan trọng là chúng mình diễn đạt ra như thế nào. Còn ai cũng hiểu chi tiết là đang muốn nói đến, kiểu như là chi tiết trước bóng này, kiểu như là mấy cái chi tiết kỳ ảo trong tác phẩm này, đúng không? Đấy, là chúng mình hiểu được chi tiết là gì, nhưng mà chúng mình chưa biết cách diễn đạt ra làm sao cho nó thật là gãy gọn. Sợ nhất là như thế. Sợ nhất là đi thi học sinh giỏi hay là gặp một nhận định hay đấy, hiểu đấy, nhưng không biết giải thích như thế nào cho gãy gọn, đúng không? Thì ở đây các bạn có thể hiểu nhá. Chi tiết, các em có thể là đọc thêm những cái phần khái niệm của các cái thuật ngữ, của các cái khái niệm trong văn học.
Đồng ý chưa? Thì chi tiết sẽ được định nghĩa là một phần tiểu tiết của tác phẩm và mang sức chứa lớn cả về cảm xúc và tư tưởng. Đấy, theo từ điển thuật ngữ văn học thì chúng ta hình dung chi tiết ở đây là một cái tiểu tiết nho nhỏ. Nhá. À chị xin lỗi, không thể nói, không thể gọi là tiểu tiết nho nhỏ được. Đã là tiểu rồi thì là nho nhỏ rồi đúng không? Là một tiểu tiết nhá, là một tiểu tiết của tác phẩm. Và thứ hai, mặc dù là tiểu tiết, đấy là một yếu tố nhỏ thôi, nhưng lại mang sức chứa lớn. Về cảm xúc này. Rồi về gì nữa? Về tư tưởng của tác giả này. Đấy. Và chi tiết cũng là một cái quá trình mà tác giả đang lao động nghệ thuật. Nghĩa là một chi tiết đặc sắc cũng góp phần làm nên đặc sắc nghệ thuật của tác phẩm nữa. Thế nên chi tiết là một yếu tố đặc sắc cả về mặt nội dung và cả về mặt nghệ thuật của một tác phẩm. Đúng không? Nhá, đấy. Và chi tiết nghệ thuật thì có khả năng thể hiện, có khả năng giải thích, có khả năng làm minh xác cấu tứ nghệ thuật của nhà văn. Và nó trở thành một tiêu điểm, một điểm hội tụ của tư tưởng tác giả trong một tác phẩm. Nghĩa là ấy, nếu như người ta gọi là tác phẩm là hình hài tình cảm của tác giả. Em hình dung ra không? Nghĩa là ấy, tác giả đặt để cảm xúc này, đặt để tình cảm tư tưởng của mình vào tác phẩm. Thì người ta ví một tác phẩm văn học, ví dụ như là một tác phẩm truyện đi, thì sẽ là một cái bức chân dung tình cảm, cảm xúc tư tưởng của tác giả. Và trong bức chân dung tư tưởng ấy thì mỗi chi tiết được ví như là một cái nét vẽ nhá, một nét vẽ nhỏ thôi nhưng vô cùng tinh tế để làm nên một bức tranh tuyệt sắc. Đồng ý chưa? Đấy, để chúng ta thấy được rằng là ví dụ bây giờ trong vai là một người viết đi, trong vai là một tác giả đi, các em mang trong mình cái tư tưởng là phải quan tâm đến đời sống của con người, quan tâm đến số phận của con người, phải bênh vực cho kẻ yếu. Thế nhưng mà tác phẩm của mình thì không thể nào chỉ nói rằng là mọi người ơi, hãy quan tâm đến số phận của con người, hãy bênh vực cho kẻ yếu đi ạ. Chúng ta không thể viết một tác phẩm như thế, đúng không? Thế là chúng ta chuyển hóa cái tư tưởng lớn ấy của chúng ta trở thành những chi tiết nhỏ gắn với cả cuộc đời của nhân vật này, gắn với cả số phận của nhân vật này, gắn với cả phẩm chất của nhân vật này, để từ đó người ta hiểu được tư tưởng của mình. Đấy, các em hiểu chưa ạ? Nhá, thế nên ở đây đối với tác phẩm hay là đối với việc thể hiện nội dung tư tưởng đặc sắc nghệ thuật của tác phẩm thì chi tiết là một yếu tố vô cùng quan trọng. Vậy thì nhận định này với cách nói đối lập, các em thấy không? Cách nói đối lập nhá, đối lập giữa nhỏ và lớn. Nhưng lại khẳng định một cái nội dung vô cùng chính xác. Đó là gì? Đó là ý nghĩa của chi tiết trong việc góp phần làm nên một nhà văn lớn. Đồng ý chưa? Tại sao chi tiết nhỏ lại làm nên nhà văn lớn? Bởi vì để làm nên chi tiết nhỏ có giá trị lớn thì đòi hỏi nhà văn phải có tầm vóc của một người nghệ sĩ, phải có sự thăng hoa về cảm hứng và phải xuất phát về cái tấm lòng chân thành của mình khi cầm bút này. Đúng không? Nhá, bởi vì quá trình lao động nghệ thuật là một quá trình của sự sáng tạo, không bao giờ chấp nhận sự sao chép. Nên mỗi yếu tố nhỏ, một tiểu tiết nhỏ trong tác phẩm thôi cũng đủ để tác giả dụng công, đặt để ở trong ấy rất nhiều những tình cảm và công sức, tài năng, tâm huyết của mình. Nên chi tiết dù nhỏ thôi nhưng lại là một cái điểm tựa vô cùng quan trọng để thể hiện cho tư tưởng của tác giả đấy. Và từng chi tiết nhỏ như thế thành công thì sẽ góp phần làm nên một tác phẩm lớn thành công. Và một tác phẩm lớn thành công thì chính là bộ mặt của một tác giả, một người nghệ sĩ chân chính. Đồng ý chưa? Nên nhà văn xây dựng được một chi tiết nhỏ nhưng để lại ấn tượng sâu sắc, sống mãi trong lòng người đọc, sống mãi với thời gian, thì nói đến chi tiết nghệ thuật là người ta có thể nhớ ngay đến tác giả. Vậy nên đây là một ý kiến vô cùng xác đáng. Đúng không các bạn? Đây là một ý kiến vô cùng xác đáng.
Em có hình dung ra không nào? Trong lúc giải thích cùng với chúng mình thì chị cũng cố gắng sử dụng những cái hệ thống hình ảnh, và đó cũng là một trong những cách diễn đạt đặc sắc hơn để các em nâng cấp trong bài văn của mình. Nghĩa là sao? Nghĩa là bây giờ chúng ta không dùng cái A để nói cái A nữa, mà chúng ta mượn những hình ảnh B để ẩn dụ và để ví von với nội dung A, sao cho nó trở nên sinh động hơn. Ví dụ chúng ta ví tác phẩm như một bức tranh thì chi tiết là từng cái nét vẽ nhỏ thôi nhưng lại vô cùng tinh tế và cẩn thận, đúng không? Nếu chúng ta ví tác giả là một người nghệ sĩ rất là giàu có về tình cảm, về tư tưởng thì chi tiết chính là nơi mà tác giả đặt để những cái tình cảm và tư tưởng ấy. Đồng ý không nào? Và tóm lại các bạn phải khẳng định được, tóm lại thì nhận định này đã khẳng định ý nghĩa quan trọng của chi tiết trong quá trình thể hiện đặc sắc nội dung nghệ thuật của tác phẩm và từ đó làm nên một nhà văn lớn. Hiểu ý chị chưa? Nhá, các em có thể đưa thêm một cái câu ở đây nữa là chi tiết góp phần làm nên một tác phẩm, thể hiện cho đặc sắc nội dung nghệ thuật của tác phẩm mà, và từ tác phẩm ấy người ta thấy được cả một tấm lòng vĩ đại, đó là một nhà văn lớn. Đồng ý chưa? Đấy, đấy là phần giải thích nhá. Và sau đó chúng mình sẽ bước sang luận điểm thứ hai là luận điểm chứng minh. Phần 2 nhỏ là luận điểm chứng minh. Và phần chứng minh của chúng mình ở đây là chứng minh qua gì ạ? À, chứng minh qua chi tiết chiếc bóng. Trong chuyện người con gái Nam Xương. Thế thì nhìn vào đây, nhìn vào cái hệ thống ý của phần giải thích, các bạn cũng định hướng được hệ thống ý trong phần chứng minh cho chị như sau ạ. Trước tiên là để chị khảo sát một số những ý kiến mà các bạn đã gửi về nhá. Các cái dàn ý mà các bạn gửi về, ôi các bạn ơi, thế nào mà mỗi bạn lại đi theo một hướng? Và đấy đều là những hướng mà chị muốn nêu ra cho các em ở đây. Thật sự rất là tuyệt vời luôn đấy, chị rất bất ngờ với những kết quả mà các bạn gửi về. Trong đó nhá, bạn nhỏ đầu tiên thì đi theo hướng như thế này. Đó là bạn ấy sẽ nêu ra những cái lần xuất hiện của chi tiết chiếc bóng trong tác phẩm là gì. Lần thứ nhất là gì, lần thứ hai là gì, lần thứ ba là gì. Và trong từng cái lần xuất hiện ấy thì chi tiết chiếc bóng có ý nghĩa gì. Đây nhá, cái hướng đi đầu tiên, hướng đi đầu tiên là bạn ấy sẽ nêu ra về chi tiết chiếc bóng này xuất hiện lần một và có ý nghĩa như thế nào, phân tích trọn vẹn xong cái chi tiết xuất hiện lần một ấy. Tiếp tục xuất hiện lần 2 thì có ý nghĩa như thế nào? Và xuất hiện lần 3 thì có ý nghĩa như thế nào? Đấy, đấy là hướng đi đầu tiên nhá. Các em hoàn toàn có thể đi theo hướng này. Nhưng đây không phải là hướng duy nhất. Chị nêu ra để xem các bạn lựa chọn như thế nào nhá. Tiếp tục hướng đi thứ 2 của bạn nhỏ thứ 2. Đó, là bạn sẽ nêu ra chi tiết chiếc bóng. Và những lần xuất hiện của nó, nêu một loạt những lần xuất hiện, nghĩa là kiểu như là gần giống như là tái hiện lại, kể lại ngắn gọn về cái chi tiết chiếc bóng này. Sau đó thì bạn sẽ nêu ra ý nghĩa của chi tiết ấy. Đồng ý không? Và trong cái phần nêu ý nghĩa này ý, thì bạn cũng lại nêu là ý nghĩa lần 1 là gì, lần 2 là gì và lần 3 là gì. Đồng ý chưa? Đấy là hướng số 2, cũng gần giống với hướng đầu tiên. Chỉ khác mỗi là ấy, bạn ấy sẽ có một cái đoạn tái hiện lại về chi tiết chiếc bóng, rồi bạn mới đi vào phân tích ý nghĩa, chứ không theo kiểu là viết đến đâu nêu ý nghĩa đến đấy, giống như bạn đầu tiên, giống như hướng đầu tiên. Đồng ý với chị không? Tiếp tục ạ, tiếp tục vẫn còn một hướng nữa như thế này. Đó là hướng số 3. Đấy, là đầu tiên cũng trình bày về chi tiết chiếc bóng. Cũng lần 1, lần 2, lần 3, lần 4 hay là bao nhiêu lần nó xuất hiện đấy. Tức nghĩa là trình bày hết về chi tiết chiếc bóng nhưng mà không mang tính phân tích nhiều ở đây. Tức nghĩa là kể lại cũng giống như là cái bước này ở trên hướng số 2. Nhưng nó khác ở chỗ là hướng thứ 3 này thì trong phần bạn nêu ý nghĩa thì bạn không nêu ý nghĩa theo những lần xuất hiện nữa, mà bạn nêu ý nghĩa theo những cái khía cạnh trong vai trò của một chi tiết đối với tác phẩm.
Đây, ý nghĩa của bạn nêu ở đây nhá. Trước tiên là chi tiết chiếc bóng có ý nghĩa như thế nào trong việc xây dựng tình huống chuyện đặc sắc này. Đồng ý chưa? Tiếp tục, ý nghĩa chiếc bóng có ý nghĩa như thế nào trong việc thể hiện đặc điểm các nhân vật này. Đồng ý chưa? Rồi tiếp tục, chi tiết chiếc bóng góp phần thể hiện như thế nào cho giá trị ý nghĩa của tác phẩm này. Và từ giá trị ý nghĩa tác phẩm đấy thì người ta thấy được tài năng, tấm lòng, tình cảm của tác giả Nguyễn Dữ như thế nào này. Đấy, đồng ý chưa? Thế thì ở đây với ba hướng này, theo các em thì các em sẽ lựa chọn hướng đi nào? Theo các bạn thì sẽ lựa chọn hướng đi nào? Nào, các bạn ơi nêu ra cho chị nào, đưa ra sự lựa chọn của các bạn đi, cho chị khảo sát một chút xíu. Bạn nào mà chưa tham gia thử thách này thì đây là cơ hội để các bạn tham gia thử thách đấy. Đưa ra lựa chọn cho chị biết được không? Các em sẽ lựa chọn phân tích chứng minh theo hướng 1 hay hướng 2 hay hướng thứ 3. À có bạn Trúc Thanh là chọn hướng số 3 rồi này. Thế các bạn khác thì sao? Chị thấy nhiều bạn đang theo dõi lắm này. Mỗi bạn đưa ra một lựa chọn đi. Không sợ sai nhá, ở đây chúng mình không có gọi là đánh giá hay là quy chụp rằng là ai đúng ai sai. Quan trọng là chúng mình diễn đạt như thế nào mà. Nên là chị muốn là các bạn đưa ra sự lựa chọn của mình. Bởi vì ít ra đưa ra sự lựa chọn cũng là một lần mà các em đã thực sự là suy nghĩ. Đúng không? Suy nghĩ về cái vấn đề này thì mới đưa ra được lựa chọn chứ. Thế nên là cho chị nghe ý kiến của các bạn được không ạ? Chúng mình chọn sẽ chứng minh theo hướng nào? Chúng mình sẽ chứng minh theo hướng nào? Đây, được rồi, mỗi người sẽ có một cái lựa chọn khác nhau, đúng không? Sẽ có những bạn là tư tưởng lớn gặp nhau ở đây là cùng một hướng đi. Thế thì chị sẽ phân tích cái điểm lợi thế và điểm bất lợi của các bạn khi mà chúng mình lựa chọn đi theo từng hướng một nhá. Nào, ở hướng số 1 ạ, thì các bạn hoàn toàn có thể phân tích thật là kỹ, bóc tách thật là kỹ từng cái lần xuất hiện của chi tiết chiếc bóng. Đúng không? Đúng không ạ? Đấy là cái lợi thế. Nhưng cái bất lợi ở đây là những cái ý nghĩa này này. Chúng mình sẽ chắc chắn bị lặp lại trong từng cái lần phân tích. Ví dụ, lần xuất hiện đầu tiên của chi tiết chiếc bóng là trong cái lời nói của bé Đản ý. Đúng không? Nhá, trong cái lời nói của bé Đản. Ở đây thì chi tiết chiếc bóng nó không xuất hiện theo trình tự thời gian. Nghĩa là lần đầu tiên nó xuất hiện là khi mà bé Đản nói về cái người cha mà cứ trở về hàng đêm ấy, cứ xuất hiện hàng đêm ấy. Mẹ Đản đi cũng đi, mẹ Đản ngồi cũng ngồi đấy. Đấy, thế xong rồi chúng ta phân tích để thấy được rằng là cái chiếc bóng ấy cho thấy sự ngây thơ của bé Đản này, cho thấy cái tình cảnh vắng bóng chồng đầy khổ sở của một người thiếu phụ này, vân vân. Đồng ý chưa? Nhá, đấy, đấy, thế xong rồi sang đến lần xuất hiện thứ hai của chiếc bóng thì chúng mình cũng lại khẳng định lại là chi tiết chiếc bóng góp phần thể hiện cái tình cảnh của người chinh phụ khi mà phải ở trong cái xã hội mà đầy rẫy những chiến tranh. Đấy, chiến tranh loạn lạc khiến cho người phụ nữ phải ở nhà một mình này, rồi phải chăm lo cho gia đình này và quá cô đơn trống trải vân vân. Nghĩa là sẽ dễ bị lặp trong quá trình phân tích ý nghĩa. Đấy là cái bất lợi. Đúng không các bạn? Đấy là cái bất lợi của hướng đi đầu tiên. Đấy, nên là bạn nào chọn đi theo hướng này thì phải phân tích thật là khéo léo nhá. Đồng ý chưa? Tiếp tục ạ, hướng đi số 2 thì cũng sẽ gặp những cái bất lợi như thế. Cũng sẽ gặp những cái bất lợi như thế. Mà chẳng những thế nhá, hướng đi này lại còn bị lặp cả về phần chúng ta trình bày về chiếc bóng nữa cơ. Bên trên đã nêu hết về chiếc bóng rồi, nhưng bên dưới không thể nào mà chỉ nêu ý nghĩa không được. Chúng mình cũng lại phải lại nêu lại về dẫn chứng để mà phân tích mà. Đúng không? Đấy. Còn hướng thứ ba thì sao? Hướng thứ ba ấy thì cái lợi thế của nó là sẽ không bị lặp về mặt ý nghĩa khi chúng ta diễn đạt. Thế nhưng bất lợi là nó sẽ hơi khó đấy. Sẽ hơi khó. Khó ở chỗ là chúng ta phải nâng cao vấn đề lên. Đồng ý không? Không những là bóc tách các cái chi tiết từ ngữ trong văn bản mà chúng ta còn phải nâng cao vấn đề lên để nhìn nhận một cách tổng quát về cái chi tiết chiếc bóng này trong toàn bộ nội dung của câu chuyện. Đấy, thì đấy là cái điểm lợi và điểm bất lợi của từng hướng đi. Còn chúng mình chọn hướng đi nào cũng được, chúng ta chỉ cần thật là khéo léo trong việc diễn đạt thôi. Ở đây thì chị sẽ chọn hướng đi số 3. Đồng ý không? Ở đây chị sẽ chọn hướng đi số 3 để mà cùng với chúng mình triển khai về đề bài này. Các bạn hiểu không nhở?
Đấy, nào, với hướng đi số 3 đi, chị gợi ý một số những cái cách chúng ta triển khai như sau. Chọn hướng số 3. Thì trước tiên này, trước tiên là chúng mình sẽ cần phải trình bày về chi tiết chiếc bóng. Đồng ý không? Cần phải trình bày về chi tiết chiếc bóng. Rồi, đấy nhá. Thì về chi tiết chiếc bóng này chúng mình sẽ trình bày như thế nào? À, đây là một cái chi tiết mà trong cốt truyện gốc vợ chàng Trương cũng đã xuất hiện. Đấy, và nó giống như là một cái nút mở và nút thắt của nút thắt và nút mở của câu chuyện này, là nguồn cơn của tất cả những cái sự oan khuất mà Vũ Nương phải gánh chịu, cũng là nguồn cơn dẫn đến rất nhiều những cái sự bất hạnh ở trong tác phẩm này, ở trong câu chuyện này. Đúng không? Nhá. Đấy, thế thì ở đây chúng ta sẽ nêu về những cái lần xuất hiện của chi tiết chiếc bóng. Đồng ý chưa? Nhá, nhưng mà sẽ không phân tích nhiều ở đây đâu, chúng mình chỉ tái hiện lại thôi. Sau đó khẳng định cho chị biết là gì? Chi tiết chiếc bóng là một chi tiết nhỏ thôi ạ, nhưng nó lại mang ý nghĩa vô cùng quan trọng. Là một chi tiết trọng yếu không thể thiếu để góp phần làm nên sự thành công của tác phẩm này. Còn thành công như thế nào, góp phần làm nên một nhà văn lớn ra sao thì xin mời bước sang phần tiếp theo là phân tích về ý nghĩa của chi tiết chiếc bóng. Để góp phần thể hiện được nội dung, nghệ thuật của tác phẩm và từ đó làm nên một nhà văn lớn. Nào, đồng ý chưa? Thế thì ý nghĩa đầu tiên của chi tiết chiếc bóng là ý nghĩa trong cái vai trò góp phần làm nên và xây dựng tình huống chuyện đặc sắc. Đấy, nó chính là nút thắt và cũng là nút mở cho câu chuyện. Đúng không? Đấy là ý nghĩa đầu tiên nhá, góp phần tạo nên tình huống chuyện. Đấy, tiếp tục ạ. Chiếc bóng là một chi tiết quan trọng để rồi soi tỏ vào đó ta thấy được đặc điểm của các nhân vật. Đó là ai? Đó là bé Đản. Với sự ngây thơ. Đúng không ạ? Bé Đản với cái sự ngây thơ của mình, với cái sự ngây thơ trong sáng và quá ư chân thật. Tiếp tục ạ, đối với Vũ Nương thì đây là một chi tiết vừa cho thấy những phẩm chất của nàng, nhưng cũng lại là một chi tiết đẩy nàng rơi vào những bất hạnh. Đúng không? Nhá, chiếc bóng đã tô đậm thêm nét đẹp phẩm chất của Vũ Nương trong vai trò làm vợ và làm mẹ. Khi mà tình thương của Vũ Nương dành cho con. Khi mà tình thương của Vũ Nương dành cho con trong cái tình cảnh mà con vắng bóng cha, nên nàng đã mong sao để cho con bớt cảm thấy thiếu vắng đi. Nàng đã trỏ vào bóng mình ở trên vách và bảo rằng đó là cha của Đản. Tất cả chỉ là một cái trò chơi chiếc bóng thôi, là một cái trò chơi xuất phát từ tấm lòng của một người mẹ muốn phần nào bù đắp cái tình cảnh của người con trong cái hoàn cảnh là phải sống xa cha. Đúng không? Nên cái khởi nguồn đầu tiên, cái khởi phát đầu tiên cho sự xuất hiện của chi tiết chiếc bóng này chính là tình yêu thương con của Vũ Nương, chính là tình mẫu tử của Vũ Nương. Đúng không? Tiếp tục ạ, và chi tiết này cũng đã góp phần tô đậm cái nét đẹp phẩm chất của Vũ Nương trong vai trò là một người vợ ạ. Người ta nói rằng là gì? Người ta nói rằng là tình cảm vợ chồng là phải đồng sức đồng lòng mà. Đúng không? Đấy, thế thì ở đây cái chữ đồng ấy đối với Vũ Nương phải chăng nó còn là như hình với bóng? Phải chăng nó còn là trọn vẹn một cái tấm lòng hướng về Trương Sinh, mặc dù nàng đang ở nhà và đang phải lo toan công việc gia đình, sống trong tình cảnh thiếu vắng bóng chồng ở nhà như thế. Nhưng Vũ Nương trỏ vào bóng mình trên vách và cứ như thế nàng vừa làm cha, vừa làm mẹ.
vừa làm vợ, vừa làm chồng, vừa là một người phụ nữ, lại vừa là một cái người gánh vác công việc gia đình để thay cho chồng ngoài chiến trận, đúng không? Nên chiếc bóng trong cái vai trò thể hiện cho phẩm chất của Vũ Nương thì nó đã làm sáng ngời lên cái tình cảm của Vũ Nương là một người phụ nữ, một người vợ, một người mẹ trong gia đình, đúng không chúng mình nhá? Đấy, chiếc bóng này nếu như mà xét về cái ý nghĩa trong việc khẳng định phẩm chất của Vũ Nương thì đó chính là điểm hội tụ của tình yêu, của sự gắn bó đối với chồng, đó là điểm hội tụ của tình thương tha thiết và bao la của một người mẹ dành cho con, là cái đức hy sinh cao cả, đúng không? Nên chiếc bóng nếu như nói rằng nó lấp lánh vẻ đẹp của người phụ nữ, nó góp phần thể hiện vẻ đẹp lấp lánh của người phụ nữ trong xã hội xưa thì cũng không sai đâu ạ. Đấy, thế nhưng chiếc bóng ấy lại góp phần, lại thể hiện trong cái chiều hướng ngược lại, thì chính nó lại là yếu tố đẩy Vũ Nương rơi vào những bất hạnh. Và đúng như là cái lời nhận xét của nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Chú, thì chiếc bóng này, với chi tiết chiếc bóng này, thì Nguyễn Dữ đã chạm vào được cái sự ma quái có thực trong đời sống của con người muôn thuở. Tại sao lại gọi là ma quái ạ? Đây, các bạn nghe kỹ phần này nhá, chị chia sẻ cùng với chúng ta để chúng ta hiểu sâu hơn này. Thế có đúng là cái sự tan nát hạnh phúc của Vũ Nương là bắt đầu từ chính cái bóng của mình không ạ? Đúng không? Cái sự tan nát hạnh phúc của Vũ Nương lại bắt nguồn từ chính cái bóng của chính nàng. Cái gì để có thể lý giải được đây gì đây ạ? Lý do nào để có thể lý giải được cái sự ma quái này khi mà mọi sự bất hạnh lại xuất phát từ chính cái bóng của người phụ nữ? Thế là chính họ đã hãm hại họ ư? Rồi tiếp tục nhá, rồi tiếp tục ạ. Là tham gia vào cái sự phá nát hạnh phúc của Vũ Nương là ai? Lại chính là người con của nàng. Lại chính là đứa bé, chính là người con của Vũ Nương. Nó ngây thơ, nó trong trắng, nó hoàn toàn vô tội, nhưng thực tế nó là tác nhân trực tiếp gây ra sự tan nát hạnh phúc trong cuộc đời của Vũ Nương. Thế thì chính người phụ nữ, chính chiếc bóng của họ, đúng không ạ? Chính chiếc bóng của Vũ Nương lại đẩy nàng rơi vào hoàn cảnh bất hạnh. Và chính người con của nàng mà nàng đã dành tất cả cái tình yêu thương cho nó thì lại là tác nhân trực tiếp khiến cho nàng phải tan nát hạnh phúc gia đình và tìm đến cái chết, đúng không? Thế thì đấy không phải là sự ma quái thì là gì đây? Khi mà trong cái sự đối sánh với chuyện Kiều, các bạn có thể liên hệ ở mở rộng ở đây ạ. Trong chuyện Kiều, nàng Kiều bị tan nát hạnh phúc, chịu hết nạn nọ đến hoạn kia là do âu, là do đâu? Là do, đầu tiên là do thằng bán tơ vu oan cho gia đình nàng, khiến cho nàng phải bán mình chuộc cha. Xong rồi gì nữa? Nàng gặp phải những cái tình cảnh như là viên quan quen nghề ăn hối lộ này, tên mã giám sinh hãm hại này, tú bà sở khanh chuyên nghề kiếm ăn ở miền Nguyệt Hoa này. Đấy, rồi gặp biết bao nhiêu là những cái thể loại người trong xã hội vùi dập cuộc đời của nàng. Thế nhưng suy cho cùng thì cái sự tan nát hạnh phúc của Thúy Kiều ấy là xuất phát từ những cái thế lực khách quan, tức nghĩa là từ những cái thế lực xung quanh ở trong cuộc sống, đúng không? Từ những cái thế lực mà người ta nhìn rõ ra được nhưng vẫn đang tìm cách né tránh và lánh xa nó. Còn đằng này thì sao? Đằng này Vũ Nương nhá, Vũ Nương làm sao có thể né tránh được khi mà tác nhân phá hoại cuộc đời của nàng lại chính là cái bóng của nàng, lại chính là con trai của nàng đây, đúng không các em? Thế nên là ở đây ý, chi tiết chiếc bóng đối với việc thể hiện những phẩm chất và cuộc đời của Vũ Nương ý, nó đã chạm đến cái sự ma quái có thực trong đời sống của con người muôn thuở. Ma quái nghĩa là không thể nào lý giải được ý, không thể nào lý giải và không thể nào né tránh được. Nếu như trong chuyện Kiều ý, có Từ Hải ra tay, Kiều sẽ có được hạnh phúc, đúng không? Nghĩa là những cái tác nhân khiến cho Kiều tan nát, khiến cho Kiều bất hạnh ý, là những cái thế lực xấu xa trong xã hội, và chỉ cần có chính nghĩa đứng lên thôi là có thể bênh vực và cứu vớt nàng Kiều. Nhưng Vũ Nương ở đây ai cứu được khi mà chính cái bóng của nàng hãm hại nàng, khi mà chính con của nàng hãm hại nàng đây, đúng không? Đấy, các bạn thấy không ạ? Thế nên là càng đọc chúng ta lại càng ngẫm và càng thấy quả thực một chi tiết nhỏ thôi mà sao nó bao hàm nhiều ý nghĩa sâu xa đến thế.
Đồng ý không các em? Chị thấy nhiều tim quá trời, không biết là các bạn nghe có kịp là nắm bắt không? Đấy nhá, đấy là Vũ Nương này. Rồi tiếp tục bạn, đối với Trương Sinh thì chúng ta cũng thấy là chiếc bóng này đã thể hiện rõ nhất cho cái sự nóng nảy, đã thể hiện rõ nhất cho cái sự hồ đồ của Trương Sinh, đúng không? Nóng nảy, hồ đồ. Thế nhưng sau đó thì cũng nhờ có chiếc bóng mở nút mà chúng ta thấy được Trương Sinh cũng vốn là một cái kẻ rất trọng tình nghĩa đấy thôi, đúng không? Đấy, thế là một chiếc bóng vừa khiến cho con người ta phải lên án một người chồng vũ phu hồ đồ như Trương Sinh, cũng vừa là một cái chi tiết mà người ta có thể dựa vào đó để bênh vực cho chàng. Trời ơi, quá tuyệt vời luôn. Thật sự luôn là để xây dựng một chi tiết như thế này thì quả thực đó là cả một cái sự dụng công xây dựng. Thế nhưng chị nói đến thế, có bạn nào cảm thấy lấn cấn không? Có bạn nào cảm thấy lấn cấn không? Bởi vì sao? Bởi vì rằng là từ trong cốt truyện gốc thì chiếc bóng đã là một cái chi tiết nó đặc sắc như thế rồi. Thế thì sáng tạo của Nguyễn Dữ ở đâu? Đúng không? Phải chăng chúng ta vẫn chỉ đang ca ngợi cái sự sáng tạo của tác giả dân gian thôi? Khi mà chi tiết này nó xuất hiện là trong cốt truyện gốc là đã như thế rồi mà. Đúng chưa? À, nhưng không phải đâu. Bởi vì ấy, trong sự sáng tạo của Nguyễn Dữ thì chiếc bóng này nó còn một lần nữa xuất hiện và ám ảnh mãi đối với bạn đọc. Chính là bóng của nàng Vũ Nương trong cái lần trở về cuối cùng. Đúng không? Sau lời tạ từ gửi đến Trương Sinh, sau lời tạ từ rất là ngắn ngủi thôi, thì Vũ Nương, bóng của nàng loang loáng và mờ nhạt dần rồi biến đi mất. Thế nên trong cái lần xuất hiện cuối cùng thì chiếc bóng của Vũ Nương ấy phải chăng là một cái nỗ lực bênh vực của Nguyễn Dữ đối với số phận của người phụ nữ? Nhưng cái sự bênh vực ấy vẫn luôn bị đè nén bởi xã hội, thế nên nó cũng chỉ mong manh như một chiếc bóng thôi, đúng không? Nó chưa thể nào là sự thực được. Tất cả những sự bênh vực, tất cả những cái lời trân trọng cũng như là cái nỗ lực bênh vực và cảm thương của Nguyễn Dữ đối với số phận của người phụ nữ như Vũ Nương ấy, tất cả mới chỉ là những chi tiết kỳ ảo thôi. Nó cũng giống như chiếc bóng của Vũ Nương ấy, xuất hiện một cách ngắn ngủi thôi, sau đó hoàn toàn biến đi mất. Đúng không? Để rồi nhìn vào đó, người ta vừa nhận thức được về bối cảnh xã hội lúc bấy giờ và cũng vừa thông cảm, cũng vừa trân trọng được cái tình cảm tài năng của Nguyễn Dữ đối với số phận của người phụ nữ trong xã hội xưa. Bởi vậy nên, với tất cả những cái sự nỗ lực ấy, với một cái chi tiết nhỏ như thế này thôi, nhưng chuyện người con gái Nam Xương của Nguyễn Dữ đã giúp cho tác giả này trở thành một trong những người mở đầu nhá, cho chủ nghĩa nhân đạo trong văn học Trung Đại Việt Nam. Đồng ý không? Đấy, thế nên là ý nghĩa thứ 3 của chi tiết chiếc bóng này là chi tiết chiếc bóng góp phần thể hiện cho đặc sắc nội dung, nghệ thuật của tác phẩm. Đồng ý chưa nào? Về mặt nội dung đấy thì chúng ta thấy đó là một chiếc bóng thôi, một chi tiết thôi, nhưng mà thể hiện được cả nội dung tư tưởng của tác phẩm về số phận của người phụ nữ trong xã hội xưa. Họ mặc dù mang những cái vẻ đẹp phẩm chất đáng trân trọng nhưng cuối cùng vẫn phải chịu một cái số phận đầy bất hạnh, đúng không? Còn về mặt nghệ thuật thì đây quả thực là một cái sự sáng tạo của Nguyễn Dữ, và gửi gắm ở trong đó là tâm huyết, là tấm lòng, là cái tư tưởng và cả cái và cái sự nhân đạo, đúng không ạ? Nghĩa cái tinh thần nhân văn của tác giả. Rồi, đồng ý không? Đấy, và tự chung lại thì chiếc bóng này đã đem đến cho chúng ta bài học. Sau tất cả, chiếc bóng đã đem đến cho chúng ta bài học về giá trị của hạnh phúc, bài học về giá trị của sự tin tưởng. Hạnh phúc là một điều rất khó để nắm bắt, và khi đã nắm bắt rồi thì đừng dễ dàng để đánh mất nó. Đúng không? Hạnh phúc đã khó để có được rồi, và giữ được hạnh phúc lại là một điều còn khó khăn hơn. Bởi vì những cái tác nhân khiến cho chúng ta tan nát, khiến cho chúng ta mất đi hạnh phúc, nó sẽ là những cái tác nhân rất là nhỏ bé thôi. Tưởng chừng như nó chẳng là gì, thế nhưng mà sức mạnh của nó thì lại vô cùng khủng khiếp. Giống như chiếc bóng ấy, ai nghĩ đâu chiếc bóng lại có thể hãm hại và lại có thể đẩy một người phụ nữ như Vũ Nương rơi vào cái tình cảnh oan khuất như thế, phải dùng cái chết để mà chứng minh cho sự trong sạch của mình, đúng không? Nên là cuộc sống của chúng ta cũng như vậy.
hạnh phúc là điều khó nắm bắt, và giữ được hạnh phúc lại càng khó khăn hơn. Những điều mà khiến cho chúng ta hoang mang, khiến cho chúng ta lung lay cái sự tin tưởng ấy, đấy, vốn dĩ nó lại là những cái điều rất là nhỏ bé và lặt vặt trong đời sống thôi. Nên hãy biết trân trọng hạnh phúc từ những điều nhỏ bé nhất nhá. Đồng ý không chúng mình? Đấy, và cuối cùng, ý nghĩa cuối cùng là chi tiết chiếc bóng thể hiện cho tài năng tình cảm của tác giả. Thì phần này các bạn có thể là gộp chung, hai ý này các bạn có thể gộp chung vào một ý. Hiểu ý chị không? Đấy, nhá. Và đừng quên là phải nêu ra cái ý này, bởi vì rằng, bởi vì cái mục đích cuối cùng để chúng ta phân tích ý nghĩa của chiếc bóng ấy là nói đến về tác giả Nguyễn Dữ, để thấy được rằng là từ một chi tiết nhỏ nhưng góp phần làm nên một nhà văn lớn. Hiểu ý chị chưa nào? Rồi, thế nên chúng ta thấy được rằng tóm lại thì chúng mình đưa ra cái luận điểm đánh giá cho chị. Chiếc bóng là chi tiết đặc sắc của chuyện người con gái Nam Xương, là một thông điệp muôn đời cho mọi người, đúng không? Đã yêu thương nhau thì phải tin tưởng, đừng để cho cái bóng rình rập, đúng không nào? Đừng để cho những cái bóng vô hình trong cuộc sống của chúng ta cứ mãi rình rập, giết chết tình yêu, giết chết hạnh phúc gia đình, giết chết cái sự tin tưởng của chúng ta, đúng không? Và với những cái ý nghĩa nhân văn như thế, thế nên rằng chuyện người con gái Nam Xương vẫn có sức sống cho đến ngày nay. Và tất nhiên rồi, chúng ta vẫn trân trọng mãi tấm lòng tài năng của tác giả Nguyễn Dữ, mặc dù là một tác giả đã viết cách đây chúng ta rất là nhiều năm rồi, nhưng với tấm lòng của hậu thế thì chúng ta vẫn luôn luôn trân trọng những tấm lòng và những cái tài năng như thế, đúng không các em? Đấy nhá, đấy chính là về phần mà chúng mình chữa cho đề bài này. Cuối cùng thì các bạn viết kết bài thôi. Thì trong quá trình phân tích cùng với các em, chị cũng có liên hệ với kiệt tác truyện Kiều để thấy được cái sự ma quái trong việc đưa chi tiết chiếc bóng vào trong tác phẩm này. Muôn đời muôn thuở chẳng ai có thể lý giải được ạ. Là cái bất hạnh của người phụ nữ lại do chính chiếc bóng của họ gây nên, đúng không? Đấy, rồi, thì đấy chính là phần mà chị chữa cùng với chúng mình với một đề bài nâng cao. Thì các bạn ơi, nếu như mà chúng mình mong muốn là trong quá trình học về các tác phẩm nhá, bên cạnh những cái kiến thức phân tích chuyên sâu, chắc chắn là chuyên sâu rồi, và chuyên sâu như thế nào các em cũng đã được trải nghiệm trong khóa học mùa hạ này, hoặc là trong cái buổi 1 của chiến dịch góp gió văn chương này cùng với chị rồi, đúng không? Hay là trong group 2K8 thực chiến ngữ văn 9 ấy, chị cũng có phân tích, cũng có gì phân tích cùng với chúng mình cả một phần phát trực tiếp, chỉ phân tích mỗi cái lời dặn dò của Vũ Nương với Trương Sinh thôi. Đấy, mà bóc tách được bao nhiêu ý nghĩa. Thế nên đấy là kiến thức nền đấy, là phần phân tích chuyên sâu đấy ạ nhá. Nhưng mà trong khóa học văn VIP của chúng ta, đối với mỗi tác phẩm thì sẽ không dừng lại tại đó, mà các bạn sẽ được bổ sung thêm và sẽ được tặng thêm những phần tài liệu nâng cao như thế này, để các bạn cọ sát hơn với những cái vấn đề nâng cao hơn trong các tác phẩm này. Để bạn nào có mục tiêu thi chuyên hay là mục tiêu thi học sinh giỏi, chúng ta có thêm tài liệu. Còn bạn nào chúng ta đang ở mức điểm khá thì cũng không phải là không dùng đến, mà chúng mình tiếp tục đọc để bồi dưỡng thêm và trau dồi thêm cái tư duy viết văn của mình. Đồng ý với chị không nào? Đó, thế nên là tham khảo ngay về khóa học văn VIP để đồng hành cùng với chị trong suốt cả một năm lớp 9, để chúng ta có một cái lộ trình học rõ ràng cho đến khi mà chúng mình thi luôn nhá. Mà học phí thì lại vô cùng ưu đãi nữa. Nên là nhắn tin về cho chị, đồng ý không? Còn bây giờ thì buổi số 2 của chiến dịch góp gió văn chương cũng đã đi đến những giây phút cuối cùng rồi. Rất là trân trọng những cái sự quan tâm cũng như là tâm huyết của các bạn đã theo dõi cho đến thời điểm này, và cả những bạn đã tham gia làm thử thách cùng với chị nữa. Tiếp tục chị sẽ tổ chức thêm 2 buổi nữa của chiến dịch này vào tối ngày mai và tối ngày kia nữa. Nên là các bạn hãy đón xem và tham gia để có thêm cho mình những cái trải nghiệm tuyệt vời với môn văn nhá. Đồng ý không nào? Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều, và đừng quên là chị có hẹn cùng với chúng mình trong khóa học văn VIP. Các em hãy nhắn tin về cho chị để nhận thông tin về khóa học và đăng ký trước khi khóa học khai giảng nhé. 27 tháng 6 tới đây là khóa học văn VIP đã khai giảng rồi. Rồi, chào đón tất cả chúng mình đến với khóa học cùng với team học văn chị Hiên. Còn bây giờ thì tạm biệt các em và hẹn gặp lại các bạn trong những buổi học sau. Bye bye!